Này, đã bao giờ bạn nghĩ rằng do truyền thông mà chúng ta mới cảm thấy thiếu an toàn khi ở một mình, rồi từ đó mới nhân danh tình yêu để nhất thiết phải gắn bó bên một ai đó? Hãy cứ để ý mà xem, truyền thông không bỏ chừa một ngày lễ nào để gắn nó với một nhu cầu tình yêu nào đó. Từ đầu năm đến cuối năm, từ Noel đến đêm giao thừa, rồi Valentine đủ màu đỏ trắng đen. 8 tháng 3 thì đã đành, thế nhưng mà đôi khi còn là sự xuất hiện của Trung Thu rồi cả giỗ tổ nữa. Có lẽ một người dù cảm thấy yên ổn với đời sống độc thân đến mấy, thì với việc bắt gặp những bài chạy trend dần dần các mạng xã hội bị đeo bám bởi tình yêu như vậy, cũng bắt đầu suy nghĩ mình cần sự gắn bó rồi đấy. Vậy giờ chúng ta có thật sự cần tình yêu đến thế không? Thiếu đi người yêu, cuộc sống thật tệ, có phải không? Câu trả lời cho câu hỏi này có thể không chắc chắn, nhưng chắc chắn là hệ lụy từ việc tô hồng tình cảm đôi lứa đã khiến cho nhiều người cố gắng tìm kiếm và ép mình gắn bó với một mối quan hệ và ràng buộc với nhau bởi thứ cảm xúc tiệm cận tình yêu, nhưng không phải yêu. Chúng ta có đang yêu hay chỉ đang cố đặt mình gắn bó với ai đó? Cùng tìm hiểu với chúng mình qua bài viết Bạn đang yêu hay chỉ đang mưu cầu sự gắn bó? Của tác giả Nguyễn Mai Thương tại website của Spider Room nhé. Đầu tiên, thử tìm hiểu tình yêu và sự gắn bó gặp gỡ nhau như thế nào. Vì lý do gì mà người ta lại có thể nhầm lẫn sự gắn bó thành tình yêu? Câu trả lời nằm ở bản chất của sự gắn bó và cách mà con người thể hiện nó trong một mối quan hệ tình cảm, cũng như để sự gắn bó chi phối mối quan hệ đó. Có bốn phân loại nhóm gắn bó, đó là gắn bó an toàn, gắn bó lo âu, gắn bó tránh né và gắn bó sợ hãi tránh né. Đầu tiên, cùng nói về gắn bó an toàn. Những người thuộc nhóm này theo chủ nghĩa hòa bình, họ là kiểu gắn bó mang tính chất hỗ trợ nhau, nghĩa là họ luôn cảm thấy an toàn trong mối quan hệ của họ, xuất phát từ một tuổi thơ được yêu thương và có sự chăm sóc đầy đủ, nhất là về đời sống tinh thần. Bất kể bạn là người có xu hướng gắn bó lo âu hay tránh né, họ sẵn sàng đến bên cạnh, quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ và phát triển tình cảm. Đây là lý do ở trong mối quan hệ với những người thuộc nhóm này ta có thể cảm nhận được đó là tình yêu. Thật tuyệt vời vì trong một nghiên cứu của tiến sĩ Philip Shaver và Cindy Hazen, những người này chiếm hơn 50% dân số. Tuy là vậy, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bạn có thể gặp được những người này dễ dàng trong các mối quan hệ tình cảm. Tiếp theo, đối với nhóm gắn bó lo âu, những người này luôn mang trong mình khủng hoảng âu lo về sự đổ vỡ. Họ có nhu cầu được yêu thương, quan tâm cực kỳ cao, đồng thời dẫn tới việc mong muốn nắm quyền kiểm soát trong mối quan hệ của họ. Một số câu nói cộc mác nhằm gắn bó lo âu có thể kể tới như là Tại sao anh không nhắn tin cho em? Có phải anh hết thương em rồi không? Hay là Em cảm thấy như anh sắp nói lời chia tay vậy, có phải anh đã hết yêu rồi? Thậm chí tôi khá chắc rằng mấy câu hát như là Anh có yêu em không? Hẳn được viết bởi một người gắn bó lo âu. Và không nằm ngoài khả năng mối quan hệ của họ sẽ kết thúc vào một ngày đẹp trời, chàng trai ngủ dậy và thấy căn nhà ngập tràn các tờ giấy ghi chú gồm 6 chữ. Anh chả thương em gì cả. Những người gắn bó lo âu thường nghĩ đấy là cách khiến họ cảm thấy an toàn trong một mối quan hệ, được đảm bảo tần suất liên tục, nhưng lại không ý thức được rằng đấy chính là nguyên nhân khiến nửa kia tức tốc bỏ của chạy lấy người vì quá áp lực và ngột ngạt. 3. Gắn bó tránh né. Đây là nhóm tập hợp những người có mức độ trốn tránh cao nhưng mức độ lo âu thì lại thấp. Cụ thể là họ thường không tin tưởng người khác và cũng không muốn ai dựa dẫm vào mình. Rồi, thì những câu nói kinh điển của nhóm này có thể là gì? Anh không muốn nghĩ đến chuyện kết hôn lúc này. Anh đã nghĩ đây chỉ là một mối quan hệ vui vẻ, chúng ta vui khi ở bên nhau, vậy là đủ. Sao em cứ cố gắn cho nó một định danh? Yêu đương áp lực lắm, anh không muốn yêu. Lúc không yêu ai, anh thấy có sự hy vọng. Lúc tìm được người mà mình yêu rồi, anh thấy chẳng còn động lực sống nữa. Hey, tóm lại là họ độc lập, tự làm mọi thứ, không muốn phát triển các mối quan hệ trở nên bền chặt mà chỉ muốn ở mức xã giao. Với họ, việc yêu đương nằm ở ngoài khả năng và khiến họ cảm thấy mệt mỏi, dù người kia có cố gắng tạo ra một môi trường lành mạnh như thế nào. Như vậy, trong một mối quan hệ với người thuộc nhóm này, bạn chỉ nhận được sự gắn bó, chứ đó chẳng phải là tình yêu.
Thêm nữa, họ luôn nhìn vào những khuyết điểm của đối phương. Chẳng hạn như là, lúc bắt đầu yêu anh thấy em hoàn hảo, nhưng sau 3 tháng tôi thấy em quá đa cảm, lời dọn phăng vào lúc nào cũng để tóc bết kia ra đường, tôi không chịu được nên tôi sẽ chia tay em. 4. Gắn bó lo âu tránh né. Đây là một nhóm mở rộng gần giống với nhóm gắn bó tránh né. Đối với những người thuộc nhóm này, cả mức độ trốn tránh và lo âu đều cao. Vì những lý do đến từ thương tổn trong quá khứ, những người thuộc nhóm này luôn sống trong trạng thái lo sợ và trốn tránh. Anh muốn yêu em, nhưng anh sợ tổn thương. Anh biết chắc rằng rồi nó sẽ tan vỡ, vậy nên anh sẽ không bắt đầu. Làm sao chắc chắn được ngày mai lúc em ngủ dậy, tự dưng em thấy mình không yêu anh nữa và đá anh như cái cách em đá lon bia vào thùng rác. Tôi không chịu được nên tôi sẽ chia tay em. Và rõ ràng đây cũng không phải là cách mà chúng ta yêu. Chúng ta gắn bó như vậy, nhưng đó có là yêu? Hãy nghĩ về những mối quan hệ với những người thuộc nhóm lo âu và trốn tránh. Đó đều là những mối quan hệ không lành mạnh. Trong những mối quan hệ với các đối tượng như vậy, bạn chỉ đang cố ép mình vào một sự gắn bó, chứ không phải là yêu. Cái bạn muốn là khi cần thì thứ được gọi là tình yêu nhất định phải ở đó. Người đó nhất định phải nằm trong tầm mắt, dù giữa cả hai chẳng có chút điểm chung nào ăn khớp với nhau cả. Phát triển mối quan hệ như vậy, dần dà thứ mà cả hai trao cho nhau là sự giận dữ và thương hại. Lúc này, sự bền lâu của mối quan hệ tùy thuộc vào tính kiên nhẫn của người có xu hướng tránh né hoặc lo âu. Có một điều chắc chắn rằng dù ở bên nhau, cả hai sẽ không thể nào hạnh phúc được. Như đã đề cập ở trên, chỉ có hơn 50% dân số nằm trong nhóm gắn bó an toàn, nhóm người xứng đáng được yêu thương. Vậy số còn lại thì sao? Chẳng lẽ nếu mà chúng ta rơi vào các nhóm còn lại thì cả đời không thể yêu ai à? Câu trả lời là có. Khi mà bạn thật sự tìm được tình yêu của đời mình, một nửa hoàn hảo sẽ khiến bạn luôn muốn thay đổi để kề cạnh. Việc còn lại là chúng ta nên yêu nửa kia và yêu chính mình để nhận ra được vấn đề của bản thân và từng bước thay đổi. Bởi lẽ, xu hướng gắn bó của bạn có thể thay đổi theo thời gian. Người lo âu có thể bớt lo âu, người tránh né có thể mở lòng ra và cả hai có thể đi đến mức an toàn trung bình. Vấn đề là những người ấy có muốn thay đổi hay không mà thôi. Làm thế nào để thay đổi cách ta gắn bó để có được tình yêu ở ngưỡng an toàn? Bạn không cần phải tìm cách để thay đổi ở đâu xa, khi mà mấu chốt vấn đề nằm ở cách bạn nhìn nhận bản thân và nhìn nhận người khác. Người lo âu thường xuyên lo âu là vì thấy bản thân mình thật tệ, còn nửa kia thì quá tuyệt vời. Vậy chìa khóa để giải quyết vấn đề ở đây là bạn nên gia tăng giá trị cho bản thân, cố gắng hơn để trở thành một phiên bản tốt hơn của mình. Từ đó bạn sẽ đặt mình ở tầm ngang hàng với đối phương. Bạn sẽ không phải lo lắng liệu một ngày nào đó người ta có rời bỏ bạn hay không. Bởi đơn giản, khi bạn yêu thương bản thân mình, khi bạn tự tin vào những gì mình có, bạn sẽ tạo ra nguồn năng lượng tích cực để cuốn hút người khác dính chặt vào mình rồi. Còn người tránh né thường xuyên né tránh vì thấy bản thân mình rất ổn nhưng lại thường xuyên nhìn thấy điểm tiêu cực ở người khác. Vậy cách xử lý ở đây là bạn nên cố gắng mở lòng với người khác dù khó khăn. Lắng nghe họ, chia sẻ bản thân mình với họ, bạn sẽ chấp nhận rằng thực ra mình cũng có nhiều những điểm khuyết thiếu và nửa kia thực sự đã có quá trình cố gắng tuyệt vời để tồn tại được ở đời này. Và cuối cùng, việc thực hành mọi thứ liên quan đến tình yêu đều là những hành vi rất khó khăn nhưng cũng thú vị, bao gồm việc yêu, được yêu hay là nói về tình yêu như thế này chẳng hạn. Nhưng mà vì khó khăn và thú vị là những điều khiến cuộc sống của chúng ta ý nghĩa hơn mỗi ngày, sao bạn không thử làm nó thêm một lần? Có thể sẽ lại thất bại, có thể bạn vẫn sẽ vấp ngã, bị tổn thương bởi những mối quan hệ tưởng là yêu mà hóa ra mới chỉ là gắn bó. Có thể bạn sẽ không muốn tin vào tình yêu nữa. Thì có sao, ít nhất chúng ta từng cố gắng, trái tim chúng ta đầy mảnh chắp vá, nhưng chúng ta biết tình yêu là gì. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối video. Hãy ấn nút subscribe để cùng Spider Room chúng mình học cách trưởng thành trong tình yêu và thật nhiều mảng đời sống khác nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình là Khánh Linh. Bye!